Em xin chào tất cả thầy cô và các quý anh chị đồng nghiệp ạ. Em là bác sĩ Khánh đến từ bệnh viện Việt Đức và sau đây em xin trình bày một bài báo cáo về bước đầu đánh giá sự thay đổi nồng độ cytokine và các chỉ số hô hấp trong lọc máu hấp phụ bằng quả lọc vaccine HA330 trong hỗ trợ điều trị hội chứng suy hấp cấp tiến triển ạ. Nội dung trình bày của em thì có một số vấn đề như sau. Về đặc điểm của ARDS thì như các thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp đã biết thì đây là một hội chứng thường gặp trong hồi sức với mức độ nặng và tỷ lệ tử vong rất là cao, mang tính cấp tính đột ngột, tiến hành và tiến triển rất nhanh, và hội chứng được đặc trưng bởi tình trạng giảm oxy hóa máu nặng chơi với các liệu pháp oxy, mà nguyên nhân chính là do tổn thương trực tiếp màng phế nang mao mạch và do quá nhiều các phế nang không tham gia vào quá trình trao đổi khí. Với cơ chế bệnh sinh chính là do sự tổn thương lan tỏa các tế bào nội mạc mao mạch, phổi, các tế bào biểu mô với nang, và do sự thoát dịch phù vào khoảng kẽ vào trong lọc phế nang, với trung tâm là phản ứng viêm đặc trưng bởi sự điều phối của các cytokine. Và với sự cơ chế bệnh sinh như thế này thì chúng em nghĩ rằng là với việc loại bỏ đi các cytokine thì liệu rằng có hiệu quả trong việc cải thiện ARS hay không. Chính vì thế chúng em tiến hành lọc máu hấp phụ với mục tiêu là lấy bỏ các cytokine, các độc tố để làm giảm các đáp ứng viêm, làm ngăn cản sự tổn thương màng phế nang mao mạch, từ đó làm tăng khả năng oxy hóa máu và giúp cải thiện ARS. Về nguyên nhân của ARS thì có được chia làm hai nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân tại phổi, hay còn gọi là nhóm nguyên nhân trực tiếp, do các nguyên nhân như là chất độc, khí độc, dịch dạ dày hay là chấn thương đụng dập nhu mô, do viêm phổi. Nhóm nguyên nhân này thì sẽ tác động trực tiếp và gây tổn thương màng xung phát tăng, các tế bào nội mô phế nang, tế bào phế nang 1 sẽ dẫn đến giảm khả năng co giãn của phế nang, làm tổn thương tế bào phế nang 2 và màng xung phát tăng, dẫn đến là giảm hấp thu các dịch trong lọc phế nang cũng như là giảm khả năng làm xẹp phế nang. Và nhóm nguyên nhân đồng thời khi tác động tại đây thì nó sẽ tổn thương các tế bào phế nang, dẫn đến hình tạo ra các cytokine và hấp phụ, dẫn đến hoạt hóa quá trình viêm tại vị trí này và tiếp tục làm tổn thương các tế bào, từ đó làm tạo nên một vòng xoắn bệnh lý tại khu vực này. Tiếp nữa là nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân về ngoài phổi, hay còn gọi là nguyên nhân gián tiếp, thường gặp trong những trường hợp nhiễm trùng ngoài phổi như là viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn, hội chứng trong DIC hay bỏng nặng hay chấn thương sọ não nặng. Nguyên nhân này sẽ dẫn đến tình trạng gây tổn thương các tế bào nội mạc mao mạch phổi, gây và tăng kính thấm lòng mạch, dẫn đến tình thoát dịch kẽ vào khoang kẽ, và làm khi mà tổn thương cái tế bào nội mạc mao mạch thì sẽ tạo ra cái yếu tố endothelin 1 làm tăng co mạch phổi, dẫn đến làm tăng áp lực động mạch mao mạch phổi, cũng như là làm giải phóng và kích thích cái yếu tố von Willebrand, dẫn đến hình thành các cục máu đông và gây đến tắc mạch phổi. Cả hai con đường và cơ chế nguyên nhân này sẽ dẫn đến là tổn thương và tạo ra một dòng thác cytokine, từ đó dẫn đến làm tổn thương tiếp tục cái màng phế nang mao mạch và tạo thành vòng xoắn bệnh lý ở đây. Về hậu quả của ARS thì nó có thể gây tình trạng là xẹp phế nang, giảm dung tích, cạn chức năng, giảm giãn nở, làm tăng áp lực đường thở, làm phù đông đặc phổi và gây ra các huyết khối mao mạch phổi, mao mạch phế nang, cũng như làm tăng áp lực động mạch, tăng huyết cực. Về đặc điểm tổn thương thì một số các bài trình bày khác của các thầy cô trước thì đã nêu rõ trên tổn thương của ARS thì đặc trưng bởi chia làm 3 vùng, với vùng sáng hay được gọi là vùng phung phụ thuộc là cái vùng mà vẫn còn khả năng thông khí, tuy nhiên với thể tích thấp và phải thông khí quá mức để bù trừ cho vùng khác, dẫn đến tình trạng là dễ đến ảnh hưởng và hậu quả là gây tổn thương chấn thương thể tích. Vùng ở giữa là vùng tranh sáng tranh tối, đây là vùng các phế nang đã bị xẹp, và nó sẽ có tình trạng gọi là đóng mở phế nang theo chu kỳ hô hấp. Các phế nang sẽ xẹp vào thời kỳ thở ra và nở ra vào thời kỳ hít vào, và dẫn đến tình trạng là chấn thương do đóng mở phế nang. Vùng lưng hay còn gọi là vùng tối là cái vùng gồm các phế nang đông đặc, và do sự đè ép của bản thân phổi cũng như các cơ quan trung trung thất và các cơ quan chỗ bụng, các phế nang này thì hoàn toàn không tham gia quá trình trao đổi khí và hình thành những cái săn ở đây. Và các chính vì thế nó gây ra một số những thay đổi về cơ học phổi như là giảm combi ăn, tăng khoảng chết, tăng thông khí phút, tăng áp lực đường thở, cả áp lực tối đa, áp lực bình nguyên và áp lực đẩy, làm giảm dung tích cạn chức năng. Đây là một cái sơ đồ của cơ chế bệnh sinh hình thành nên ARS do hai nguyên nhân từ trực tiếp và gián tiếp.
Về chẩn đoán của ARS thì trước đây chẩn đoán theo Hội nghị Thống nhất châu Âu, châu Mỹ năm 1994. Tuy nhiên hiện tại thì tất cả đã thống nhận chẩn đoán ARS theo Hội nghị Berlin năm 2012 với một số các tiêu chí như là tình trạng giảm oxy hóa máu khởi phát hoặc tiến triển nặng lên trong vòng một tuần, có tổn thương dạng đám mờ hai bên phổi, không phải là xẹp phổi, khối u hay là phù phổi, không có tình trạng suy tim hay quá tải dịch. Ở những bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ thì cần phải được loại trừ tình trạng này bằng các phương pháp khác, ví dụ như là siêu âm tim. Và đồng thời theo cái tiêu chuẩn này thì người ta cũng đã phân biệt rõ cái mức độ nặng của ARS thành ba phần như là thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp đã biết. Về điều trị của ARS thì trong đó thông khí nhân tạo là giữ vai trò rất quan trọng trong điều trị ARS, với chiến lược thông khí bảo vệ phổi bằng VT-TUP, bíp cao thích hợp hay là thông khí dòng sấp, an thần giãn cơ, kiểm soát dịch truyền và huyết động, kiểm soát nhiễm khuẩn, lọc máu, và ECMO được coi là biện pháp cứu cánh cuối cùng trong cái tình trạng ARS. Và một số biện pháp khác như kiểm soát đường máu, dinh dưỡng, chống loét. Về quả lọc HA330 thì về cấu tạo của quả lọc này thì được cấu tạo bởi các hạt là hấp phụ với cấu trúc lưới 3D với hiệu ứng sàng phân tử, có cho phép lọc các chất có trọng lượng từ 500 đến 60.000 danton, và khả năng hấp phụ của nó thì cao gấp 15 lần so với thoan hoạt và 6 lần so với atropine. Cơ chế lọc hấp phụ là bằng các cơ chế như đối kháng loại bỏ cytokine, đối kháng làm sạch endotoxin và loại bỏ các gốc tự do. Trong nghiên cứu của em thì tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là từ 18 tuổi trở lên đã được chẩn đoán xác định ARS và được phân nhóm là nhóm mức độ nặng là nhóm trung bình và nhóm nặng, với thời gian khởi phát là dưới 5 ngày. Tiêu chuẩn đại trừ là có rối loạn đông máu nặng và có xuất huyết nặng trên lâm sàng, có không ổn định về tình trạng huyết động với huyết áp tâm thu nhỏ hơn 90 và hoặc có huyết áp tâm trương nhỏ hơn 60 dù đã được hồi sức tích cực về dịch truyền và vận mạch, và có hội chứng HIT. Với những bệnh nhân đã đưa vào nghiên cứu sẽ bị loại trừ ra khỏi nghiên cứu nếu trong quá trình nghiên cứu xuất hiện tình trạng phù phổi, tràn khí màng phổi hoặc là do bệnh nhân từ chối tiếp tục tham gia. Nghiên cứu của em là nghiên cứu tiền cứu có can thiệp so sánh đối chứng trước xạ và sau can thiệp, các thông số và các xét nghiệm sẽ được lấy vào các thời điểm T0 là trước lọc, T1 là sau lọc quả thứ nhất, T2 là sau vào ngày thứ hai là sau lọc quả thứ hai, T3 là sau lọc quả thứ ba vào ngày thứ ba, và T4 là sau lọc quả thứ ba 24 giờ. Thời gian nghiên cứu là trong 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2012 tại trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa của Bệnh viện Việt Đức. Với cỡ mẫu là mẫu thuận tiện thì trong khoảng thời gian trên thì chúng em thu được khoảng 20 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu. Các thông số dữ liệu thu được xử lý phần mềm FIS26. Một số cái kết quả thu được từ nghiên cứu chúng em thì về đặc điểm chung về tuổi thì tuổi trung bình của nghiên cứu là 54,7, với bệnh nhân thấp tuổi nhất là 16 và cao tuổi nhất là 84. Về phân chia mức độ nặng thì mức độ trung bình chiếm 60%, trong đó mức độ nặng chiếm 40%. Về giới tính thì nam giới chiếm 45% và nữ giới chiếm 55%. Một số kết quả thay đổi về nồng độ interleukin 6 theo thời gian trong quá trình lọc thì ở đây ta thấy là interleukin 6 giảm sau quá trình lọc thì thấy rõ là interleukin 6 giảm ở đây tại thời điểm T0 và T1 thì P vẫn lớn hơn 0,05, được giải thích là do trong quá trình mà mình bắt đầu lọc thì ở đây đang là trong cái giai đoạn là cơn bão cytokine và dòng thác cytokine rất là lớn, vì thế là về nồng độ mà interleukin được lọc bởi HA330 là rõ ràng là có, tuy nhiên trong cơ thể và lúc đấy vẫn tình trạng viêm và tình trạng cơn bão cytokine vẫn được tạo ra rất nhiều các interleukin, do đó mà interleukin 6 tại thời điểm T1 và T0 là không có giảm đi, không có ý nghĩa, nhưng thực tế là quả lọc đã có lọc được rất là nhiều interleukin. Tuy và từ các thời điểm từ ngày thứ hai, ngày thứ ba cho thấy là nồng độ interleukin giảm đi rõ rệt với mức ý nghĩa thống rất có ý nghĩa thống kê, với P đều nhỏ hơn 0,01 và cả quá trình từ T0 đến T4 là giảm có ý nghĩa. Cũng như vậy với liều noradrenaline được theo dõi và là đánh giá trong quá trình lọc thì tại thời điểm T0 và T1 thì giảm không hề có ý nghĩa, bởi vì trong quá trình trước lọc và sau lọc là khoảng cách cuộc lọc là 4 tiếng. Vì thế liều no là chưa giảm được nhiều, tuy nhiên từ ngày thứ 2 và ngày thứ 3 liều no giảm đi rất có ý nghĩa với P đều nhỏ 0,01. Trong đó có một khoảng thời gian từ T3 đến T4 thì là P lớn 0,05. Điều này được giải thích là sau 3 lần lọc máu hấp phụ bằng quả lọc HA330 thì liều no adrenaline ở các bệnh nhân được giảm khá là nhiều. Thậm chí có nhiều bệnh nhân có thể cắt được vận mạch. Chính vì thế vào ngày thứ 3 và ngày thứ 4 gần liều no nó là gần là đều là cắt được hết. Chính vì thế mà không có giá trị khác biệt giữa ngày thứ 3 với 4 vì liều no đã không còn.
thay đổi về nồng độ lactat ở các bệnh nhân thì cũng như vậy, là giảm đi rất có ý nghĩa thống kê trong quá trình lọc và hấp phụ. Đồng thời sự tác động lên các chỉ số hô hấp thì tỷ lệ PaO2 trên FiO2 là tăng lên một cách có ý nghĩa thống kê sau quá trình lọc, với P đều nhỏ hơn 0,01. Khả năng tăng về combi loãng phổi cũng có ý nghĩa tăng lên một cách có ý nghĩa thống kê trong sau quá trình lọc và hấp phụ bằng HA330 ạ. Chỉ số CRP sau lọc HA330 cũng giảm đi một cách có ý nghĩa. Đánh giá sự tương quan giữa sự thay đổi nồng độ interleukin giảm đi với các chỉ số huyết động hô hấp thì nhận thấy rằng là sự giảm đi interleukin 6 giảm đi có ý nghĩa, có tương quan mạnh với lại sự giảm đi của liều noradrenaline với hệ số tương quan R là 0,986 và P nhỏ hơn 0,01. Cũng như vậy đối với sự giảm đi của interleukin 6 với nồng độ lactat và sự tăng lên của combiang, sự giảm đi của CRP và sự tăng lên của chỉ số tỷ lệ PaO2 trên FiO2 đều là có sự tương quan với sự giảm đi của interleukin 6 với hệ số tương quan lần tiệm cận với 1 và P đều nhỏ hơn 0,01. Trong quá trình nghiên cứu thì chúng em nhận thấy rằng là nồng độ interleukin 6 ở nhóm bệnh nhân có mức độ nặng trung bình thì thấp hơn so với nồng độ interleukin 6 ở nhóm bệnh nhân ở mức độ nặng. Và so sánh sự khác biệt về nồng độ interleukin 6 giữa hai nhóm trung bình và nhóm nặng thì ta thấy rằng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,05 ở hai nhóm mức độ nặng và nhẹ, nhóm mức độ nặng và nhóm mức độ trung bình. Từ những kết quả trên thì chúng em đưa ra kết luận rằng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ cao của interleukin 6 trong nhóm bệnh nhân mức độ nặng so với nồng độ interleukin 6 thấp hơn so với ở trong nhóm trung bình. Sự giảm đi của nồng độ interleukin 6 sau khi lọc máu hấp phụ là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,01. Sự giảm đi của liều noradrenaline, nồng độ lactat, lượng CRP cũng như là sự tăng lên của tỷ lệ PaO2 trên FiO2 và combi loãng phổi sau khi lọc máu cũng có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Sự thay đổi của interleukin 6 và các thăng một số thông số về huyết động, chỉ số hô hấp, chỉ số viêm có mối tương quan mạnh với R là tiệm cận gần về đến 1 với P đều nhỏ 0,5. Từ đó, từ qua nghiên cứu này thì chúng em đưa nhận thấy rằng là lọc máu hấp phụ bằng HA330 là có hiệu quả trong việc ổn định huyết động, cải thiện các chỉ số hô hấp trong hỗ trợ điều trị ARS thông qua việc điều biến phản ứng viêm của cơ thể ạ. Em xin trọng cảm ơn ạ.